Và dạ xin tiếp theo xin mời thầy Lê Thanh Liêm ạ. Xin chào các anh chị. Thì hôm nay cũng rất là vinh dự, may mắn để có một ngày làm việc với các anh chị ở đây. Anh chị cũng rất là vất vả để ngày thứ bảy mà cả ngày ở đây thì hơi vất vả. Thì chúng ta cũng cố gắng để cho bù đắp lại cái vất vả đó là bằng cái những cái gì mà mình có thể thực tế nhất là mình có thể ứng dụng. Thì một chút xíu, tâm sự một chút xíu thì cái nội dung của chương trình của cái, theo cái yêu cầu của ngày hôm nay thì nó quá lớn. Là siêu âm đàn hồi là một cái lĩnh vực cũng khá lớn và nó ứng dụng trong diện rộng. Và muốn hiểu về siêu âm đàn hồi thì chúng ta lại bắt đầu từ BMOD, Doppler thì nó còn lớn hơn nữa. Và siêu âm cơ xương khớp thì cũng là một cái đề tài rất lớn mà ở Medit Hòa Hảo từ lâu thì chúng ta đã đào tạo trong 2-3 tháng. Thì với một buổi chiều thì chúng ta cũng không có tham vọng nhiều quá. Tôi làm slide thì in trong đó thì cũng hơi dài đó để cho mình dễ tham khảo. Còn thời gian cho phép thì nó không đủ để mình nói hết những cái trong slide đó. Cho nên là có những lúc chúng ta chỉ nói những cái gì cơ bản nhất, rồi sau đó anh em từ từ mình đọc lại rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Mình hy vọng là IMED có thể làm những cái lớp sau nữa để sâu hơn về một cái chủ đề khu trú đó. Lúc đó mình phân tích nó sâu rộng về một vấn đề, ví dụ như cái khớp vai thôi á, đã mất hết một buổi rồi. Mất hết một buổi để lý thuyết và một buổi để thực hành cả ngày ta mới làm được. Cho nên là chúng ta không có tham vọng quá nhiều trong một ngày, thì chúng ta sẽ nói những cái gì cơ bản nhất có thể và dành thời gian còn lại để chúng ta thực hành trên máy. Chúng ta khoảng 30 người, không biết là có sẽ thực hành đủ được hết được không, nhưng mà chúng ta sẽ xem các bạn thực hành cũng được. Thì chúng ta bắt đầu ha. Hello. Slide đầu tiên nó thiếu chữ tạo. Này công ty đào tạo chứ không phải là đào. Cho nên khúc này khỏi quay. Thêm vô. Mấy anh chị đây. Thì cái phần trình bày phần đàn hồi buổi sáng nay chúng ta qua một chút xíu về tổng quan và nguyên lý kỹ thuật ACT và ứng dụng trong bệnh gan và tuyến giáp. Sau một chút xíu nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng trong khối u tuyến vú và các cơ quan khác. Thì về đàn hồi thì chúng ta cũng không nói nhiều nữa, chúng ta cũng đã biết từ lâu rồi. Thì cái siêu âm đàn hồi là một cái kỹ thuật siêu âm để khảo sát tính đàn hồi của mô. Tức là từ đó cái nôm na thực tế chúng ta hiểu là độ cứng của mô. Và cái chuyện mà độ cứng của mô, cái tầm quan trọng nó như thế nào thì cũng từ vài trăm năm nay, nhiều từ khoảng đây 400 năm trước công nguyên đây. Ông thầy của ông tổ ngành y, ông cũng đã khẳng định là cái gì mà nó cứng thì nó sẽ dẫn tới cái có nguy cơ cái chết nhanh. Tức là cái độ cứng của mô nó liên quan trực tiếp tới cái bệnh học của cái mô đó. Và từ lâu trong siêu âm thì chúng ta dùng BMOD và Doppler, tức là cái đó là một cái khía cạnh về phản âm và dòng chảy, chứ nó không phải là độ cứng.
Và bây giờ kỹ thuật đàn hồi nó phát triển là cho chúng ta khảo sát về độ cứng. Và người ta có cái khái niệm gọi là sờ ảo đây. Sờ ảo là nó dùng cái từ đó để nó thể hiện sự khác biệt với sờ thật. Chúng ta sờ thật là chúng ta sờ bằng tay. Sờ bằng tay thì nó có cái đặc điểm gì chúng ta có thể phân biệt được. Ví dụ hồi đó ta học sờ gan, ta nói là cái gan nó cứng, nó chắc hay nó mềm. Thì cứng, chắc, mềm là một cái từ nó mang tính tương đối. Và một cái tương đối thứ hai nữa là cái người này sờ nói cứng nhưng mà người kia lại nói chắc. Tức là giữa người này với người khác không có thể so sánh nhau được. Cái đó là sờ thật nhưng mà nó có những cái khuyết điểm của nó. Và tới sờ ảo là thế nào? Sờ ảo tức là người ta thông qua một cái công nghệ dùng cái máy siêu âm và sóng âm để người ta nói lên được cái độ cứng của mô thì nó gọi là sờ. Nhưng mà sờ thông qua một gián tiếp qua một cái công nghệ thì người ta tạm dùng cái từ sờ ảo. Dạ, chúng ta là như vậy. Thì mục đích cuối cùng cũng là nói lên cái độ cứng của mô để nói lên coi cái mô đó nó biến đổi như thế nào. Chúng ta gộp lại các thông tin thế này. Với cái hình này thì chúng ta thấy là cái hình BMOD, tức là sự khác biệt của cái U và cái mô xung quanh này dựa vào cái mức độ sóng âm mà nó phản hồi về đầu dò. Dựa vào echo, tức là dựa vào mức độ phản âm. Thì nó cho ra được cái phản âm và cái cấu trúc giải phẫu của tạng và của hình thể của cái tổn thương. Trong khi đó Doppler thì ta khảo sát sự tưới máu, khảo sát các dòng chảy. Và bây giờ tới cái hình đàn hồi, chúng ta thấy cái hình nó cũng trên cái nền giống như hình này. Nhưng mà không phải là vẽ, không phải là tô màu lên cái hình BMOD. Mà là cái hình này toàn bộ tất cả cái yếu tố này không liên quan gì tới phản âm và không liên quan tới diện dòng chảy tưới máu. Mà nó là một cái hình về độ cứng. Tức là trên cái hình này chỉ có vấn đề là cứng với mềm. Chứ không có nói là phản âm nhiều, phản âm ít gì hết. Cứng và mềm thôi. Và chúng ta thấy là với cái hình này thì chúng ta khảo sát được cái mức độ biến dạng của cái tổn thương đó, tức là nói lên cái cấu trúc cơ học và cái độ cứng của mô. Và khi mà có cái công nghệ này thì người ta sẽ đặt rất nhiều câu hỏi. Anh có thể dùng một duy nhất công nghệ này để khảo sát không? Thì trả lời là không. Và chúng ta vẫn dùng trên cái nền tảng là có BMOD, có Doppler và có thêm một cái thông tin về độ cứng để tổng hợp những cái thông tin đó cho ra cái độ chẩn đoán, độ chính xác nó cao hơn. Và nó giảm sinh thiết là một cái quan trọng nhất của kỹ thuật này, cái lý do mà nó ra đời. Thì trong cái lịch sử phát triển, ta thấy là bắt đầu từ năm 90 là người ta nhen nhóm những cái nghiên cứu đầu tiên về siêu âm đàn hồi trong tiền liệt tuyến rồi. Tức là tới giờ đã gần 30 năm rồi. Thì chúng ta bây giờ tiếp cận nó cũng hơi trễ một chút. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cái đề tài này cũng là một cái đề tài đang rất là hot. Và chúng ta thấy là trong cái lịch sử ngành siêu âm đây, chúng ta thấy là từ BMOD lên tới Doppler thì ở chỗ này là một cái bước ngoặt của ngành siêu âm. Vào những năm 80 đó, thì nó chuyển từ BMOD qua Doppler là một làm thay đổi nhiều cái thông tin chẩn đoán và làm chẩn đoán chính xác hơn. Và người ta qua nhiều giai đoạn siêu âm contrast, rồi siêu âm 3D, 4D, rồi bây giờ tới đàn hồi. Thì đàn hồi này người ta mới cho rằng nó là một cái bước ngoặt nữa của ngành siêu âm. Tức là nó làm thay đổi cái cách nhìn về cái chẩn đoán của siêu âm. Thì tổng hợp hết tất cả các cái dòng đàn hồi lại thì chúng ta có thể chia làm hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất á, gọi là Stranolato, tức là ta để nguyên cái từ chữ này để dùng luôn thì càng tốt. Tại vì khi chúng ta phiên dịch lại á, thì nó có sự khác biệt. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc á, thì cái dùng từ nó cũng hơi khác một chút. Nếu chúng ta có thể nói chung với nhau là Stranolato thì nó tốt. Và cái cơ chế nó thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ xem. Và cái loại thứ hai là gọi Seaway, tức là dựa vào sóng biến dạng. Thì với cái loại hình đầu tiên này nó chỉ dùng được tới mức định tính và bán định lượng. Và với Seaway ra đời thì nó mới đi tới cái mức định lượng. Về mặt độ cứng mà gọi là định lượng thì chúng ta sẽ đi tới cái đơn vị gọi là kilopascal, nó gọi là định lượng. Còn những cái kia là nói về độ cứng, cứng nhiều, cứng ít. Nó có con số của nó, mức độ của nó, nhưng mà mức độ đó không phải là kilopascal cho nên ta gọi là bán định lượng. Ví dụ cho người ta chia trên một cái thang có 6 mức độ cứng, ví dụ như vậy. Thì này cứng mức độ 4 cũng là có mức độ, nhưng mà mức độ đó trên một cái thang đã ước định thì gọi là bán định lượng. Và khi mà làm cái Stranolato này, chúng ta có ban đầu tiên hết là cái nén bằng đầu dò, chúng ta phải dùng cái tay. Tức là chừng lát nữa chúng ta sẽ thực hành trên cái kỹ thuật EasyTouch của trên cái dòng Siemens này, là nén bằng tay. Và sau đó nó cái nén bằng xung lực âm, tức là lúc đó ta loại trừ cái ảnh hưởng của cái tay, tức là nén bằng tự động, hoàn toàn tự động. Tức là nó, và tạo hình của nó cũng là tạo ra một cái hình dựa vào cái sự biến dạng của mô, cho nên nó gọi là Stranolato. Và cái này là dưới này toàn bộ là định lượng. Và chúng ta thấy là theo như các cái dòng, các cái kỹ thuật ở trên cái máy mà chúng ta đang có nè, chúng ta có tất cả các dòng này đều có hết, tất cả loại hình đều có.
Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái strand lotto, chúng ta thấy một cái hình mô phỏng rất là hay. Chúng ta phải dùng đầu dò, ta ấn vào mô một cái lực. Thì trong này nó sẽ những cái mô nào mà mềm nó sẽ bị ép dẹp nhiều, và cái mô nào cứng á, nó sẽ bị ép dẹp ít. Và cái cơ chế của nó trong sách vở mà anh chị đọc trên tài liệu thì rất là miên man, nó nhiều lắm. Nhưng mà hình dung là như thế này nó dễ nè. Đầu tiên á, khi ta đặt đầu dò vào một cái mô thì máy siêu âm nó sẽ ghi nhận một cái hình là BMOS, cái hình đầu tiên. Khi ta ấn đầu dò xuống cái mô này nó biến dạng thì máy siêu âm nó sẽ ghi lại cái hình thứ hai. Thì khi máy nó có nhiệm vụ là nó so sánh hai cái hình nó lại với nhau, nó sẽ thấy được cái chỗ nào là dịch chuyển nhiều, chỗ nào là dịch chuyển ít. Và khi cái chỗ dịch chuyển nhiều như thế này nè, nó sẽ mã hóa ra thành cái màu gọi là màu mềm. Cái chỗ nào mà nó thấy dịch chuyển ít, nó sẽ mã hóa ra thành cái màu gọi là màu cứng. Nó gộp hết những cái hình ảnh đó, cứng và mềm đó vào một cái bản đồ này, gọi là bản đồ đàn hồi hay là electrogram đây. Thì như vậy thì khi mà nhìn cái bản đồ đàn hồi này, các bạn sẽ xem cái thước chỉ thị độ cứng đây. Thì như vậy thì cái màu hát đây là cái màu tương ứng với cái chỗ đen. Vậy thì cái chỗ nào trên hình này màu đen là cứng, còn cái chỗ nào màu trắng là mềm, và những cái chỗ mà còn lại màu xám là trung gian. Vậy thì cái bản đồ này tất cả là độ cứng, dựa vào mức độ biến dạng của mô đó, dựa vào cái hình trước khi đè và cái hình sau khi đè. Cái máy nó có nhiệm vụ làm cái việc đó. Okay. Rồi chúng ta tiếp theo như vậy thì khi mà chúng ta làm được cái hình như thế này nè, thì khi đọc kết quả cái hình thì tôi nhắc lại, chúng ta sẽ nhìn cái thanh chỉ thị độ cứng này giống như là khi chúng ta làm Doppler, chúng ta phải nhìn cái thanh chỉ thị màu màu xanh màu đỏ hướng về đầu dò, xa đầu dò. Thì đối với cái đàn hồi thì chúng ta nhìn cái thanh này để chúng ta coi chỗ nào cứng chỗ nào mềm. Vậy thì nhìn vào cái bản đồ này chúng ta thấy được cái chỗ cứng chỗ mềm, và ta sử dụng cái bản đồ đó ra chẩn đoán như thế nào. Thứ nhất là ta sử dụng cái độ cứng tương đối của tổn thương. Tức là trên cái hình này chúng ta sẽ định tính được, chúng ta thấy được là ví dụ cái u này các bạn thấy như thế này thì so với mô xung quanh là nó cứng hơn hay mềm hơn? Cứng hơn đó. Vậy là nó do là tổng thể là nó màu đen hơn. Và chúng ta thêm một bước nữa gọi là định tính nữa, là trong một khối u này cứng toàn bộ hay là chỉ cứng chỗ mềm, lại là cái định tính thứ hai. Anh chị có nhìn thấy không? Chỗ đen nhiều là cứng nhiều, chỗ mềm, chỗ trắng, chỗ xám, chỗ đen. Tức là cái u này cứng nhưng mà cứng không đồng nhất. Đó là hai cái yếu tố. Và dựa vào cái phân bố độ cứng này nè, và tương quan độ cứng so với mô xung quanh, người ta đưa ra cái điểm đàn hồi. Như vậy thì ban đầu khi mà cái hình nó đập vào mắt mình là định tính thôi. Thế mình làm cái hình mình nhìn, mình đánh giá là định tính. Nhưng mà khi đưa ra được cái điểm đàn hồi trong cái thang điểm 5 điểm, 6 điểm gì đó, thì nó có cái con số cụ thể, nó gọi là bán định lượng là như thế đó. Tức là tới bước này gọi là bán định lượng. Ngoài ra thì chúng ta còn nhiều cái thông số khác thu thập được từ cái hình này. Ví dụ như chúng ta nói là cái mô chỗ này nó biến dạng ít hơn mô xung quanh, cho nên mình nó thể hiện là cứng hơn. Nhưng mà ít hơn bao nhiêu lần thì nó sẽ đo được, nó gọi là tỷ lệ E/B này, gọi là strain ratio. Tức là cái độ biến dạng nhiều hay ít giữa cái mô này so với mô xung quanh, biến dạng nhiều hơn bao nhiêu lần hoặc ít hơn bao nhiêu lần thì nó cũng là bán định lượng. Và một cái mà tôi rất là thích là cái này, cái tỷ lệ E/B này nó rất có ý nghĩa để chẩn đoán tổn thương ác tính. Tại sao? Ví dụ một cái hình này nè, chúng ta thấy trên BMOS chúng ta thấy một tổn thương eco kém ở trong trung tâm này, nhưng mà trên cái hình đàn hồi á thì cái tổn thương mà cứng á, nó lan ra rộng khắp xung quanh thế này. Có nghĩa là ý nghĩa là một cái ung thư mà nó xâm lấn ra cái mô xung quanh khi mà nó chưa thể hiện được trên hình BMOS thì nó đã làm thay đổi độ cứng của cái khu vực đó. Chính vì vậy mà cái hình đàn hồi nó phát hiện luôn cái viền xâm lấn của khối u đó. Như vậy thì ta lấy cái diện tích của cái khối u mà trên hình đàn hồi, ta chia diện tích của khối u trên hình BMOS, mà tỷ lệ nó chênh lệch càng lớn thì cái u đó càng có nguy cơ ác tính cao. Và một cách đơn giản hơn, người ta không dùng tới diện tích, người ta dùng đường kính thôi. Tức là người ta lấy đường kính của khối u trên hình đàn hồi chia cho đường kính khối u trên BMOS. Cái tỷ lệ đó càng cao thì cái u này càng nguy cơ ác tính. Và cái hình này là một cái mà em tâm đắc nhất về cái khả năng của cái strain elato mà dùng để chẩn đoán khối u ung thư đó. Cái hình này rất là hay.
Như vậy thì trên các tài liệu các anh chị sẽ thấy cái khái niệm là Y trên B, tức là electo trên Bmod, là tỷ lệ chia với nhau. Vậy thì với một cái hình strand electo, chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin thế này. Nhưng mà thông thường chúng ta chỉ cần dùng electricity score, điểm đàn hồi, và thêm một cái nữa tỷ lệ đường kính hay tỷ lệ diện tích nữa là ok, là đủ để kết luận. Rồi, một chút xíu về cái sideway electro đây. Thì chúng ta thấy là cái cơ bản nhất của về cái vật lý sóng âm á, thì chúng ta hiểu thế này. Khi mà sóng âm nó có hai loại, một cái là sóng dọc và một cái là sóng ngang. Và sóng dọc á là cái sóng gọi là sóng tới đó, cái phương nó song song với cái phương truyền sóng gọi là sóng dọc. Và sóng ngang là cái sóng vuông góc với cái phương truyền sóng. Và cái đặc điểm của sóng dọc trong siêu âm á, là cái sóng mà vận tốc rất là nhanh, nó khoảng 1540 mét giây, tức là từ nào giờ mình làm siêu âm là bằng cái sóng dọc đó, và máy siêu âm nó ghi nhận cái hình ảnh sóng đó rất là tốt. Nhưng mà sóng ngang á, là cái sóng nó đặc biệt, vận tốc của nó có khoảng từ 0 tới 10 mét giây thôi. Cho nên từ lâu trong ngành y người ta biết được là có cái sóng ngang đó, nhưng mà máy móc thời điểm đó không đủ khả năng để ghi nhận được cái sóng chậm như vậy. Cho mãi tới khi những cái máy mà cao cấp như thế này, tức là những cái máy rất mạnh, cái độ tốc độ xử lý nó phải nhanh hơn vài trăm lần so với cái máy cũ, thì nó mới có khả năng ghi nhận được những cái vận tốc sóng mà không tới 10 mét giây đó. Từ đó thì cái siêu âm mà siêu quay này nó mới ra đời. Thì cái siêu quay nó hình thành như thế nào? Ta lấy mô phỏng một cái hình đây, ta ném một vật gì đó lên mặt nước, dù một chiếc lá đụng vào mặt nước. Tức là cái phương ném của cái vật đó xuống đây là một cái sóng, gọi là sóng dọc, tức là vận tốc nhanh. Và khi mà tác dụng vào mặt nước á, thì cái sóng nước đó, nó lan ra xung quanh là theo vuông góc với cái phương tới này. Tức là lá từ trên rơi xuống và sóng đi ngang như thế này. Thì cái vận tốc sóng này là vận tốc đại diện cho cái siêu quay, tức là vận tốc chậm. Và cái kỹ thuật siêu âm này là người ta, đây, ta đặt đầu dò vào cái vùng ta cần khảo sát. Đặt cái roi này là cái nơi mà ta muốn khảo sát cái độ cứng của nó. Và khi chúng ta khởi động chương trình thì máy nó sẽ phát ra một cái chùm sóng âm tập trung. Nó đánh bụp một cái theo cái hướng dọc này. Thì nó làm cho mô ở cạnh cái mép roi này nè, nó đánh theo bên mép roi nè, là mô này nó biến dạng đi và nó sinh ra cái sóng ngang đi vuông góc. Và tiếp theo á, cái đầu dò này nó có nhiệm vụ là nó phát ra một cái chùm tia gọi là siêu nhạy đi qua cái roi này, để nó phát hiện cái sóng đi ngang này, nó phát hiện được cái đỉnh sóng, nó biết được cái thời gian phát sóng, nó biết được cái đỉnh sóng, tức là cái khoảng cách từ cái đỉnh sóng nó tới chỗ phát là bao nhiêu, tức là nó có khoảng cách, có thời gian, từ đó nó tính ra vận tốc. Cái cách đơn giản vậy thôi, về vật lý nó đơn giản vậy. Nó làm thì thực hành thì rất phức tạp, nhưng mà vật lý thì đơn giản nhanh chóng. Chúng ta thấy là đánh một sóng dọc, sau đó sinh ra sóng biến dạng và phát một chùm sóng siêu nhạy để đo vận tốc sóng biến dạng này. Thì khi có được vận tốc sóng biến dạng thì chúng ta dùng nó như thế nào? Thì chúng ta phải dùng một cái nguyên tắc vật lý là sóng âm nó sẽ truyền trong cái vật chất mà càng cứng thì nó đi càng nhanh. Đó là cái vật lý cơ bản nhất của sóng âm. Trong cái mô càng cứng thì sóng âm nó đi càng nhanh. Vì vậy ta đo vận tốc này nó càng cao thì chứng tỏ cái mô nó càng cứng. Và cái đó là cái gốc của tất cả các cái siêu âm đàn hồi. Gốc của tất cả siêu âm đàn hồi là mét giây chứ không phải là kilopascal. Rồi, dùng cái nguyên tắc vật lý đó. Vậy thì bây giờ người ta lại muốn là đàn hồi, độ cứng là phải kilopascal. Rất đơn giản. Chẳng qua là một cái phương trình chuyển đổi gọi là phương trình dân, dựa vào cái dân modulus đó. Có phương trình dân như thế này. E này là đơn vị là pascal, và cái C này là vận tốc mà chúng ta vừa đo được. Như vậy thì cái C này là cái gốc, và cái E này là cái được tính ra từ cái C đó. Vậy thì khi em ví dụ em đo được trên cái gan ca đó là C bằng 2, thì chúng ta có 2 bình phương là 4 nhân 3 là được 12. 12 nhân với một hệ số B này, hệ số B này chung chung là 1000, tức là 12000 pascal, tức là 12 kilopascal. Vậy thấy đơn giản không? Tức là cái cách tính rất đơn giản, và cái máy nó sẽ set up sẵn chuyện đó. Bạn muốn ra đơn vị mét giây cũng được, bạn muốn ra đơn vị kilopascal cũng được. Đó là tùy theo mình muốn. Vậy thì cái bản chất của nó vẫn là vận tốc này càng cao thì mô càng cứng. Vậy thôi. Ví dụ trên gan, chúng ta thấy là cái hình này, để nói trên gan đây. Ví dụ bình thường cái gan chúng ta đo được có 1 mét giây thôi, nhưng mà cái gan sơ là chúng ta đo được tới 2 mét giây. Khác biệt rất là rõ. Rồi, đó là một cái tổng quan về cái công nghệ siêu âm đàn hồi nói chung. Và bây giờ với Siemens thì nó có cái gọi là AFI đây.
Thì bây giờ hiện tại giờ trên cái máy mà chúng ta có thể dùng thử đây, chúng ta thấy là nó có bốn cái dòng đàn hồi như thế này. Thì cái đầu tiên á, là cái Easy Touch, cái này là cái đầu tiên nó đại diện cho cái Strain Alto, tức là phải dùng đầu dò nén vào mô và tạo ra cái hình như thế này, tạo ra electrogram, cái này gọi là Strain Alto. Thì riêng cái này không có nằm trong cái chữ AFI này, nó là cái tạo hình bằng cách đè nén từ ngoài bằng tay. Còn cái chữ AFI này là tất cả là tự động dùng xung lực âm do đầu dò phát ra, cho nên là nó khác biệt rất là rõ. Và trong cái AFI này chúng ta có cái VTI đây, là đại diện cho cái hình là hình này. Vậy thì về ý nghĩa thì cái hình này với lại cái hình Easy Touch giống nhau, tại vì nó dựa vào mức độ biến dạng của mô khi mà bị đè nén đó. Thay vì bên này thì đè nén bằng tay, còn bên này thì đè nén bằng sóng âm. Nó đè nén vào là nó tạo ra cái hình này. Vậy thì cái này vẫn là Strain Alto nhưng mà nó tự động. Còn cái này là Strain Alto nhưng mà dùng bằng tay. Đó. Còn lại đó, là tới cái mức định lượng dùng siêu wave đó, là chúng ta thấy là có VTQ và VTIQ. Chúng ta sẽ xem ở phía sau. Đây, nhắc lại. Easy Touch là một cái đại diện cho Strain Alto. Nó tạo thành cái bản đồ đàn hồi bằng cách nén. Rồi VTI cũng là Strain Alto nhưng mà lúc đó đầu dò đặt cố định lên mặt da và chúng ta khởi động chương trình thì máy sẽ đánh một xung lực âm dọc theo từng thớ, từng dọc dọc tới tất cả các vùng roi chúng ta cần làm đó. Nó sẽ nén bằng lực âm. Và cũng trên nguyên tắc là cái mô nào bị nén nhiều thì nó mềm, mô nào mà bị biến dạng ít thì nó là cứng, nó chuyển thành cái bản đồ đàn hồi. Cho nên cái này là Strain Alto nhưng mà tự động. Và phân biệt lành ác thì chúng ta đã xem rồi đó, tức là VTI hay Easy Touch cũng dựa vào ba cái yếu tố: điểm đàn hồi, tỷ lệ đường kính, tỷ lệ diện tích hoặc là tỷ lệ cái độ nén. Rồi tới VTQ. VTQ là cái kỹ thuật giống như mô phỏng vừa rồi, dùng xung lực âm tạo lực nén và sinh ra sóng biến dạng ngang và phát ra chùm sóng âm để đo sóng biến dạng ngang và chuyển ra đơn vị là mét trên dây hoặc là kilopascal tùy ý. Và cái VTQ này thì nó sẽ định lượng bất cứ cái vị trí nào mình có thể muốn. Nó khác biệt giữa cái tự động và bằng tay là ở chỗ này. Ví dụ giờ chúng ta dùng một cái nhân giáp đi, nhưng mà tuyến giáp nó to tới như thế này. Cái nhân giáp nó nằm sâu, chúng ta đè. Cái lực đè của chúng ta trên mặt da không có tác dụng được tới cái nhân giáp nằm sâu. Vậy thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng mà với tự động thì lực của sóng âm, cho nên ở mức độ cho phép thì sóng âm có thể đánh tới đó và chúng ta tạo được hình đàn hồi tốt. Nó vậy, khác biệt ở chỗ đó. Và có nhiều khác biệt nữa, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ xem thêm. Rồi VTIQ. VTIQ ban đầu người ta tưởng là chữ VTI này cộng với lại VTQ thì nó thành ra VTIQ. Người ta tưởng vậy, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Tức là khi kết quả của VTIQ là nó tạo được một cái bản đồ đàn hồi cũng giống VTI. Điểm thứ hai là trên cái bản đồ đàn hồi này tất cả những vị trí này là đều có thể định lượng được hết, cho nên giống VTQ. Nhưng mà nó khác ở chỗ này, khác ở chỗ không phải là cộng hai cái lại, mà là tất cả các hình này đều là các hình siêu quay cả. Như vậy thì với VTQ á thì nó chỉ cần đánh một lực sinh ra sóng biến dạng rồi đo ở chỗ đó hết là ra được một con số. Còn VTIQ chúng ta đặt cái roi thế này, máy nó có nhiệm vụ nó làm một lực ở chỗ này, đo ở chỗ này, làm thêm một lực tiếp theo. Tức là nó làm nhiều lần dọc theo từ hết từ mép này qua mép kia của tất cả vùng đó. Cho nên toàn bộ cái vị trí trên này nó đều đo được là đều vị trí là vận tốc sóng biến dạng cả. Nó lấy ví dụ, nó đo được ở vị trí này là nó đo được 6,5 mét giây, nó cho ra màu đỏ đậm nè. Hoặc là nó đo ở một vị trí kia, nó đo được 0,5 mét giây, nó cho ra màu xanh dương. Như vậy thì có cái hình này chúng ta vừa thực hiện được cái bước đầu tiên là định tính. Chúng ta nhìn vào chúng ta biết nó cứng hay không, cứng đều, cứng đồng nhất, không đồng nhất. Và thêm cái nữa, ta đặt roi vào bất cứ vị trí nào trong này, ta đo được vận tốc sóng biến dạng. Tức là VTIQ, vì vậy mà nó gọi là 2D C-Way là như vậy. 2D C-Way, còn kia là Point C-Way, tức là đàn hồi điểm thôi. Cái kỹ thuật VTQ là tính theo điểm, từng điểm từng điểm. Còn VTIQ là nó gọi là 2D, là nó tạo thành nguyên một cái bản đồ đàn hồi siêu quay luôn. Và trên cái hình này chút nữa chúng ta sẽ được xem là nó có những cái hình, những cái mod khác để chúng ta xem chất lượng của cái hình chúng ta làm có tốt không. Và chúng ta có thể xem được cái đường bờ của tổn thương dựa vào những cái mod khác nữa.